Hôm nay Tần Nguyễn phải lên trên đây để đính chính thông tin của tờ báo Công Thương có đăng rằng Tần Nguyễn kỳ thị, xúc phạm người Thanh Hóa, chia rẽ vùng miền và nói với những cái điều làm cho phẫn nộ trên cộng đồng. Thì Tần Nguyễn cũng đã giả soát và hôm qua Tần Nguyễn cũng đã nói một bài về việc báo Công Thương vu khống cho Tần Nguyễn rằng Tần Nguyễn chia rẽ vùng miền và có tính chất là xúc phạm người Thanh Hóa. Thì Tần Nguyễn có thể khẳng định với anh em cho đến giờ này, đó là cái bài viết được trích ra từ một cái video về truyền cảm hứng. Đó là cái bài tôn vinh Thanh Hóa. Chúng tôi ví sự khôn ngoan của người Thanh Hóa. Họ vin với cái từ tôi nói đó để nói rằng thực sự tôi ví cái người Thanh Hóa thông minh như Do Thái. Chứ không phải là tôi kỳ thị và tôi chia rẽ vùng miền, gây phẫn nộ trên cộng đồng như cái tờ báo Công Thương đã đăng. Tôi chịu trách nhiệm trước những lời tôi nói và đặc biệt là tôi chịu trách nhiệm trước 3,6 triệu người dân Thanh Hóa, những cái người mà rất là yêu quý tôi. Và tôi cũng nhắc lại là bạn bè của tôi đa số là Thanh Hóa. Và tôi thừa biết chúng tôi làm việc và chúng tôi thừa biết là cái việc đó đã ảnh hưởng như nào. Đây là một tờ báo vu khống, thiếu trách nhiệm. Và tôi tin rằng bài báo này viết có tính chất cá nhân. Bởi vì đây là một tờ báo Công Thương. Tôi không tin rằng đó lại là cái cố ý của một tờ báo, mà tôi tin rằng đó là vấn đề của cá nhân của cái phóng viên đó. Và có lẽ cái phóng viên đó đã nhìn một cách phiến diện và chụp mũ, không có một cái cách nhìn công tâm. Bạn ấy chỉ nghe cái bài tôi nói mà bạn ấy không đọc comment. 13.000 comment trong cái bài TikTok tôi nói về Thanh Hóa đều là những lời cổ vũ tinh thần, kích tinh thần lên cho những em Thanh Hóa. Tôi đã từng sống và làm việc với các em Thanh Hóa. Chúng xuất phát từ Thọ Xuân, từ Lang Chánh, rất là nghèo. Tôi cố nói như vậy, đúng như vậy. Và chúng đã vươn lên để trở thành những người giàu có, để làm những ông chủ rất lớn và trở thành đối tác bạn bè của tôi. Chả có lý do gì để tôi với những người Thanh Hóa có hiềm khích với nhau, mà có chăng là trên miệng của những cái bạn phóng viên đó. Và chúng tôi tất nhiên là phải làm cái việc này. Bởi vì tôi không sợ báo chí của tờ báo Công Thương, mà tôi sợ mất lòng người dân Thanh Hóa. Bởi vì cái việc vấn đề của tôi, tình cảm của tôi đối với đặc biệt là thanh niên Thanh Hóa, đối với tôi là một tình cảm đặc biệt. Ngay kể cả ngày hôm nay khi mà tôi vừa xuống sân bay Thọ Xuân thì tất cả các em ở trong đó đều biết tôi. Và chả có lý do gì để mà một tờ báo công kích cá nhân như vậy. Tôi không biết động cơ ở phía sau là gì. Và tôi hy vọng rằng trong những buổi tới tôi sẽ làm việc với báo Công Thương. Tôi sẽ làm việc rằng cho dù chuyện gì có xảy ra với tôi đi chăng nữa thì tôi khẳng định rằng tôi chưa bao giờ trong huyết quản có cái vấn đề công kích người Thanh Hóa. Và đặc biệt là nói xấu, chia rẽ vùng miền. Trong huyết quản của tôi chưa có bao giờ có điều đó. Và tại sao tôi phải lên tiếng về video này? Bởi vì video này là tính chất cá nhân riêng tư của tôi đối với đồng bào Thanh Hóa. Và tôi rất yêu mến Thanh Hóa. Đằng khác, anh em ở Thanh Hóa có yêu mến Tần Nguyễn và đã từng nghe câu nói nào xấu về Tần Nguyễn, và anh em có nghĩ gì về một cái bài báo mà một phóng viên cầu thả đã viết đến như vậy? Anh em có thể cho những lời bình luận. Gần 16.000 bình luận, đó là một con số rất ít người làm được. Gần 16.000 lượt bình luận của cái bài video tôi nói, và trên 90% là những lời tích cực. Một số bạn: tôi kinh doanh trong cái khu phố đấy toàn là Hoa Kiều với Thanh Hóa thôi. Đó là đường Trần Huỳnh Trịnh Hoài Đức, là một cái khu phố sầm uất nhất của Sài Gòn. Thì cái bất hạnh cho cái bọn Thanh Hóa là nó nghèo lắm. Thế trong cái lúc khó khăn nhất tôi cũng phải nương tựa vào mấy chú 36. Nó cũng đi, nó thì ở gọi là nông cống Thanh Hóa thì gọi là được mùa nông cống thì sống mọi nơi. Là những lời tích cực, cổ vũ tinh thần. Hầu hết những người bình luận là những người Thanh Hóa. Không có chuyện gây phẫn nộ. Không có chuyện gây phẫn nộ đấy. Tôi nhắc lại, gần 16.000 lời bình luận trong một video. Và đều để là tích cực. Đó là sự vu khống của phóng viên Vũ Hạ đối với cá nhân tôi và doanh nghiệp của chúng tôi. Tôi tin rằng với một tờ báo lớn như tờ báo Công Thương, họ sẽ có hẳn một ban biên tập và họ sẽ xem xét lại tất cả những gì cá nhân phóng viên Vũ Hạ đã vu khống về chúng tôi. Và tôi vẫn chúc cho báo Công Thương phát triển, có những bài viết hay, sâu sắc để tôn vinh sự phát triển của nền kinh tế đất nước cũng như sự hòa hợp của các cộng đồng. Tôi tin rằng đó là vấn đề cá nhân của phóng viên Vũ Hạ đối với Tần Nguyễn, chứ không phải là đại diện cho một tờ báo Công Thương. Và cá nhân của tôi khẳng định đến bây giờ tôi chưa tìm thấy bất kỳ một từ nào ở trong cái bài 16.000 comment đó rằng tôi đã công kích cũng như là chia rẽ vùng miền với người Thanh Hóa. Mong rằng những cái người lãnh đạo của báo Công Thương sẽ nhìn ra điều này và có cái kỷ luật rõ ràng.
chính xác đối với những phóng viên viết những cái bài cầu thả như Vũ Hạ. Chúc cho báo Công Thương thành công và sáng suốt trong vấn đề xử lý này. Và tôi cũng không muốn sự ồn ào. Và tôi cũng xin lỗi tất cả bà con Thanh Hóa nếu như mà tôi đã lỡ nói điều gì sai với bà con. Và nếu bà con Thanh Hóa xem được video này, hãy cho tôi một cái comment để giải thích cho về vấn đề này với báo Công Thương.